Hello, xin chào toàn thể quý khách hàng thân mến đã quay trở lại cùng với kênh YouTube của nhà em xe Ba Bánh Anh Quân. Thì hôm nay quay trở lại với kênh YouTube của nhà em thì em sẽ giới thiệu đến cho mọi người một chiếc xe ba bánh máy dầu Kubota lắp cần cầu tự hành. Đó, và chiếc này là xài cầu 2 tấn rưỡi rất là to và rất là chắc chắn luôn. Đây, bây giờ sẽ quay xung quanh cho mọi người xem con xe này trước này. Xe này thì em đóng và hoàn thiện giao về cho anh khách ở Đồng Nai. Đấy, anh ấy đã mua một chiếc xe máy dầu rồi, bây giờ làm thêm một chiếc cầu nữa. Quá là uy tín luôn. Con này là có chế thêm tờ thủy lực nha mọi người nhé. Màu thùng thì rất là sáng, rất là chói. Rất là ok. Cần cẩu là cần cẩu CB 250 3 khúc. Đây là em đang bắn hết đốt ra này. Rồi bây giờ sẽ giới thiệu chi tiết đến con xe này. Về phần đầu là nó sử dụng phụt độ giò gà mỗi bên 3 ti như bao con xe khác luôn. Như mọi con xe khác thôi. Mai ơ thì độ lại bằng sắt này. Cái mai ơ này thì em có kê góc và có gia cố để nó có thể chịu tải nó ok hơn nha mọi người nha. Rất là chắc chắn luôn. Ốc thì được lốc kê bằng hai con ốc này. Mỗi bên là ba cây phuộc này. Đấy. Mỗi bên là ba cây phuộc và những con ốc lắp nó vào thì đều được lốc kê. Đây, lốc kê hai con ốc. Đó, cốt này sử dụng cốt lớn, cốt 25. Hai con ốc này. Đó. Lốp trước là xài lốp 550 trừ 13 bởi vì nó đi cầu 2 tấn rưỡi nên nhà em sẽ lắp lốp làm sao cho nó phù hợp. Mình đi nó ok nhá. Dè là bắt bằng dè inox này. Đó. Phuộc giò gà thì mọi người không phải lo rồi. Ngoài ra thì nó có xài thêm cổ bi lớn, cổ bi 150 và có ke góc một miếng rất là dày luôn. Cái này miếng gân nha mọi người nha. Đó. Chống bị xé cái phần cổ, rất là ok. Con xe này thì được lái vô lăng, sử dụng tay lái vô lăng lớn thì nó rất là vừa tầm với lại phù hợp với lại tất cả mọi người luôn. Đấy. Ngồi rất là ok nhá, không hề bị mỏi lưng luôn. Cái phần này là độ độ cái xi nhan này, hai bên và còi. Đó thì khi mình sử dụng ấy, thì mình gạt gạt bên này này thì nó sẽ rất là tiện luôn. Vai là sử dụng vai đôi uốn hộp 5-10 dày 3 ly. Rất là dày nha mọi người nhá. Két nước là xài két nước mới hoàn toàn này. Đó, xài két nước mới hoàn toàn. Và bắn một cái miếng bảo vệ két nước ở đây để chống sỏi đá. Đó, nó chống bị hư cái phần két nước này. Động cơ là sử dụng máy dầu Kubota 4 máy. Con này em lắp là máy V1505 tương đương với lại 34 mã lực. Đó, rất là ok nha. Và có bắn hai cái miếng ốp ở hai bên này để chống khi mình ngồi ấy, nó an toàn hơn và nó không bị nóng chân nhá. Phần này là phần chân côn này. Đây mọi người thấy. Đó, chân côn thì bên làm sắt rất là dày và tất cả con ốc đều được lốc kê bằng hai con ốc nhá. Thùng đồ nghề inox đi theo xe. Cần cẩu của nó thì em đã kéo chân ra rồi đây. Cần cầu CB rất là đẹp luôn. Heo côn là sử dụng côn dầu này. Bình ắc quy là xài bình Đồng Nai 12V 50A. Con này xài 70A nha mọi người nhé. Bình lớn luôn. Có độ cóp mát này. Thì khi nào mình không sử dụng nữa thì mình cất ở nhà ấy, thì mình tắt đi thì nó sẽ không bị chập điện. Khung sườn là xài sườn hộp mà 4 ly chập làm đôi. Đây mọi người thấy. Em sẽ quay xuống đây cho mọi người xem. Chập làm đôi là một cây, hai cây và ngoài ra là kẹp thêm một miếng U. U này là dày thêm 5 ly nha mọi người nhá. Đó, dày thêm 5 ly. Là kẹp U từ đầu kia luôn nha. Nó gọi là kẹp sườn đấy mọi người. Kẹp từ chân đầu kia, trải dài xuống đuôi thùng luôn. Đuôi khung luôn. Thì nó sẽ tăng cái độ bền bỉ và chắc chắn hơn, nó không bị vạy sườn khi mà mình sử dụng. Đấy, phần này là kẹp thêm một cây ở ngoài này. Đó, hai bên luôn nha. Đấy, thì mọi người có thể xem kỹ khung sườn nhà em làm. Rất là chắc chắn, rất là cứng cáp luôn. Đó, nên là mọi người cứ yên tâm và đặt mua, đặt niềm tin tại cơ sở của nhà em. Hộp số con này xài là hộp số Hyundai 1 tấn 25 đời 206 đời cao. Xài đời cao, cắt năng của nó đây mọi người. Đó, hộp số rất là ok luôn. Và có trang bị thêm là hộp số mạnh nhanh chậm của máy dầu. Thì khi nào mà mình đây cái cần của nó đây. Đây là cần số mạnh này. Khi nào mà mình sử dụng ấy thì mình âm côn lại rồi mình xài cần này thì nó sẽ rất là đầm xe và rất là ok. Và có độ thêm thắng tay này.
Đó. Thế con xe này thì em có quay một lần cho mọi người xem rồi, để xem cái khung xương mà phần thô của nó đó. Sử dụng hai ti ben, hai ti ben thủy lực đẩy 5 tấn hàng. Đó. Ben thì ben treo và lốc kê bằng hai con ốc, rất là ok. Những cái đường ống dầu nhà em đi rất là gọn gàng cho mọi người luôn nhé. Về phần cắt đăng này, mọi người thấy cầu của nó là cầu 2 tấn rưỡi. Đó, rất là to và rất là uy lực luôn. Cắt đăng là cũng xài cắt đăng lớn. Hộp số mạnh đây. Thì khi mà xài cầu 2 tấn rưỡi thì đương nhiên là lốp của nó phải lốp lớn. Em gắn cho khách là lốp 650-15. Đây mọi người thấy này. 650-15. Đó. Các cái phần ốc yết cầu của nó đều là zin đét nha mọi người nha. Nhíp là xài nhíp ABM của ô tô, dài 1m1, đóng ắc nhíp bơm mỡ trên dưới đầy đủ hết. Đây. Đó. Còn về chân tú sau của nó thì nhà em đã độ lại to hơn, hộp mà là 10-15. Và những cái phần này mọi người thấy lại là cái nấc mà đưa chân ra theo tùy ý của mọi người, tùy cái địa hình mà mình cầu ấy. Nếu mà mình cầu ở cái địa hình nó gọn gàng lại thì mình thu nó vào. Đó, rất là ok. Rút chốt ra này. Đó, chân thủy lực thì rất là ok nha. Mọi người có thể xem kỹ cái chân thủy lực này và so sánh của xưởng nhà em với lại bất cứ một xưởng khác. Đấy. Hai bên đều gắn hai cái bạc đạn này. Đó, nó sẽ rất là mượt nhá. Đó, về phần cầu mọi người có thể thấy này, rất là to luôn. Đó, bên chân kia cũng vậy nhá. Hộp chân thì mọi người khỏi phải lo rồi. Đó, rất là dày. Kích thước thùng của con xe này thì nhà em đóng là ngang 1m7, dài 2m rưỡi, hai cánh này làm cao lên 50 và thùng có nhấn hàn Daisu đầy đủ hết nha. Đây. Ốp hàn Daisu để chống đọng nước mưa và chống bị rỉ sét nên rất là cứng nhé. Sàn thùng thì nhà em sẽ làm là sàn 3 ly, vách 2 ly, hộp 4 với 1 ly 8 này. Đó. Dè thì lốp trước lốp sau đều là bắt dè bằng inox hết. Đấy. Thì mọi người có nhu cầu mua xe 3 bánh máy dầu, xe 3 bánh máy xăng, xe gắn cẩu, xe máy dầu độ tời thì mọi người cứ liên hệ cho em theo hotline là 0845 134 134, thì em sẽ tư vấn và báo giá cho mọi người những cái mẫu xe mọi người đang tìm trên thị trường hiện nay nha. Ngoài ra thì con xe này thì có gắn thêm tờ thủy lực. Đó. Tờ thủy lực 10 tấn thì mọi người có thể nhìn cái bộ tờ của nhà em làm rất là sắc sảo và rất là ok. Đó, nói chung là anh khách này rất là chịu chơi luôn. Xe là đã gắn cẩu rồi này, xài cầu 2 tấn rưỡi mà còn chơi thêm tời nữa. Đó, đỉnh của chóp nha. Có sẵn 50 mét cáp cho mình. Là cần gạt của cái cáp của tời này. Đó. Lúc nào mình cũng để như vậy thì nó sẽ ok hơn. Chân ga, chân phanh. Đó. Đây là chỗ bật tắt chìa khóa này. Rồi, thì mọi người xem video của em thấy hay và bổ ích thì để đừng quên cho em một lượt like và một lượt đăng ký kênh. Đó, để có thể theo dõi những cái sản phẩm video tiếp theo của cơ sở nhà em quân sản xuất ra nha. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.